hãy lắng nghe tiếng thầy thu vọng lại. Hãy lắng nghe tiếng từ tâm linh tâm đương ở nơi xa đó vẫn dõi theo chúng con đây. Biển hồi châm cứu nơi thầy dìu dắt chúng con. Hãy khắc ghi những đường kim huyền thoại, hãy khắc ghi tấm lòng thầy thuốc nhân dân, đỉnh cao thế giới tinh hoa châm cứu nhân loại. Bạn bè quốc tế khâm phục thầy thuốc phương nào. Là một bác sĩ hết lòng cứu chữa cho dân, bao nhiêu em bé tật nguyền nhớ ơn bác sĩ. Lập hội châm cứu phát triển thầy thuốc nước Nam, bao nhiêu thầy thuốc đêm ngày tiếp bước thầy thu. Bạn bè thế giới khâm phục thầy Nguyễn Tài Thu, bao nhiêu đất nước tôn làm giáo sư tiến sĩ. Từ một chiến sĩ trở thành thầy thuốc nhân dân, danh y châm cứu rạng ngời đất nước Việt Nam. Hãy khắc ghi những đường kim huyền thoại, hãy khắc ghi tấm lòng thầy thuốc nhân dân, đỉnh cao thế giới tinh hoa châm cứu nhân loại. Bạn bè quốc tế khâm phục thầy thuốc nước Nam. Là một bác sĩ hết lòng cứu chữa cho dân, bao nhiêu em bé tật nguyền nhớ ơn bác sĩ. Lập hội châm cứu phát triển thầy thuốc nước Nam, bao nhiêu thầy thuốc đêm ngày tiếp bước thầy thu. Bạn bè thế giới khâm phục thầy Nguyễn Tài Thu, bao nhiêu đất nước tôn làm giáo sư tiến sĩ. Từ một chiến sĩ trở thành thầy thuốc nhân dân, danh y châm cứu rạng ngời đất nước Việt Nam. Danh y châm cứu rạng ngời đất nước.